biết là bạn có xem cái clip đó không, rồi có làm hay không, Em có xem clip của thầy và em có lồn rồi. có làm chưa, Còn đâu rồi? đâu chiếu lên xem thử coi. Làm ha, copy đó. Copy file hay là tự làm? Tự lo mà. Rồi biết tự làm rồi biết trích dẫn tài liệu tham khảo không? Dạ biết rồi, em trích dẫn rồi. Dẫn rõ gì rồi, tìm tài liệu tham khảo đồ biết không, Dạ chưa ạ. rồi ok. Tức là như thế này, tức là đầu tiên mình mở một cái file file Word hả, đó thì ít nhất là nó phải có bốn phần, bốn phần đó là phần đầu gọi là trang bìa, thứ hai là cái phần giới thiệu, thiệu này thường nó cũng phải có một số trang, thì thứ ba là cái phần nội dung này thì nó rất là nhiều trang, và phần cuối cùng là phần phụ lục. Tất nhiên nó có thể nó có nhiều hơn các bạn, nhưng mà ít nhất cấu trúc một cái báo cáo các bạn có ít nhất phải bốn phần như thế này. Đó, bạn phải 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 tạo ra bốn cái phần này. Thì cái này cái trang bìa giống như hôm trước mình chọn A4 ha. Như vậy ví dụ ở phần này nè các bạn, mình sẽ để thông tin gì đó, thì bạn sẽ đầu tiên bạn phải ngắt ngắt cái session này, bạn để đây, bạn ngắt, bắt đầu ngắt session ở đây, đây nè, tạo session, các bạn thấy cái này là session 1, cái này qua session 2 nè. Tại vì hồi nãy á chúng ta chưa ngắt session á, các bạn thấy đây là nó không có phân biệt, tại vì cùng một cái session hết, nhưng mà bây giờ bạn để chuột đây nè, bạn ngắt session. Như thầy vậy, thầy chưa xem hình thầy. À, chưa xem màn hình nữa. Ok. Rồi một cái file báo cáo ít nhất có bốn phần, phần thứ nhất là trang bìa, phần thứ hai là giới thiệu, phần thứ ba là nội dung và phần thứ tư là phụ lục. Thế đặc điểm của các phần này là gì? Phần thứ nhất là trang bìa, trang bìa có nghĩa là cái trang mà chúng ta làm cái bìa thôi, nó không có cái header footer ha. Cái phần thứ hai là phần giới thiệu, thì cái phần giới thiệu này nè thì các bạn lưu ý, phần giới thiệu nó có cái đặc điểm là nó đánh, nó chứa mục lục, chứa phần giới thiệu gì đó, rồi chứa ký hiệu chữ viết tắt gì đó, thậm chí một số báo cáo nó có lời cảm ơn thế nọ vân vân, nằm trong phần giới thiệu này, và cái số trang của nó đánh dấu là đánh số La Mã. Còn cái phần nội dung á là nó đánh số bình thường, và phần phụ lục á thì không có đánh số. Là chú ý như vậy, ít nhất các bạn phải có bốn phần
Một báo cáo có thể có nhiều hơn nhưng mà ít nhất phải có 4 phần như vậy. Thế thì tạo ra 4 phần đó bằng cách nào? Đầu tiên các bạn, ví dụ đây là trang bìa, bạn để đây, bạn vô cái layout chỗ này à, word này. Bạn break break đây nè, tức là ngắt ngắt session, bấm ở đây. Rồi khi bạn bấm á, tại vì giả sử khi bạn chưa bấm á, bạn nhìn đây nè. Rồi đúng không? Đó, ví dụ đó, ta để đây nè, ta để đây, ta nhắc cái là nó ra cái session đây, các bạn thấy session 1, đây session 2. Rồi bây giờ cái nội dung là session 3, cho nên là ngay chỗ này nè, các bạn phải nhắc session đó. Các bạn sẽ thấy đây là session 3, qua cái trang nội dung là session 3. Rồi cái phần phụ lục này nè, phải là session 4, cho nên là ngay cái trang này bạn phải để ngắt nó đó. Thì các bạn thích đúp thì bạn sẽ thấy nè, đây là session 3, 4 nè, bên đây là session 3, tức là session 3 là cái phần nội dung nè. Còn session 2 là cái trang này trở lên, đây là hai trang này là phần giới thiệu nè. Rồi như vậy ở trang bìa á, ta ghi cái thông tin của trang bìa đó. Trang bìa như vậy là thông tin trang bìa thì nó có cái gì? Thứ nhất là tên trường, tên khoa, rồi tên bộ môn thôi khỏi đi ha. Rồi nó sẽ cái tên báo cáo môn học gì đó. Môn học của mình là môn chuyên đề gì đó thì mình để là báo cáo môn học chuyên đề gì đó. Rồi cái tên đề tài của chuyên đề đó. Tên đề tài của mình chọn gì đó. Ví dụ mình để là điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng phương pháp trượt, điều khiển chế độ trượt, ví dụ vậy. Rồi đó là tên đề tài, hoặc là gì đó, điều khiển tốc độ động cơ một chiều sử dụng phương pháp điều khiển mờ, ví dụ vậy. Hoặc là gì đó, điều khiển tốc độ động cơ một chiều sử dụng bộ chỉnh lưu cầu điều khiển 3 pha đó, ví dụ vậy. Vâng. Hoặc là điều khiển tốc độ động cơ một chiều không chổi than, ví dụ vậy. Sử dụng phương pháp gì đó. Rồi, xong tên sinh viên. Để gọi là gì đó, sinh viên thực hiện. Đó, mình để tên mình vô. Rồi, mã số sinh viên của mình để vô. Rồi giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn, ví dụ như là tôi thì các bạn để tên vô giáo viên hướng dẫn Trần Quang Thọ, ví dụ vậy. Rồi ở dưới thì nó sẽ có cái ngày tháng năm, thường ở dưới này nó có ví dụ như là nơi chốn, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, tháng mấy năm gì đó không, tháng gì đó không, rồi năm gì đó, đại khái vậy. Rồi các bạn để vô thì coi như là đây là cái nội tin, nên nội dung của cái trang bìa. Và cái trang bìa đó thường người ta tô, người ta gọi là design cái trang trí nó ha, thì các bạn có thể chọn những cái phương pháp để mà trang trí nó. Ví dụ tôi nói đơn giản nhất là mình làm một cái đường đơn giản như thế này chẳng hạn đó. Rồi các bạn định dạng sao cho nó cái kích thước nó phù hợp ha, dạng phông chữ rồi in vuông in thường gì đó, nói chung là các bạn sẽ tự động design cái này đó. Đây là yêu cầu và cái thông tin chúng ta cần phải có. Có vẻ là chữ này nó hơi nhỏ, để tôi lớn lên cho các bạn thấy. Bạn thấy rõ gì hả? Đó.
ví dụ mình là tháng 11 năm 2021 ví dụ vậy, thì mình tùy điều kiện cụ thể. Rồi như vậy các bạn thấy cái đặc điểm á, trang bìa này nó không có header footer. Như vậy bắt đầu trang giới thiệu á, giới thiệu thì nó gồm có là gì? Thứ nhất, cái trang này nó phải yêu cầu gồm có mục lục. Đầu tiên bạn phải có cái mục lục cho người ta biết mấy cái đã không? Rồi một số cái người ta, ví dụ một số cái báo cáo người ta còn có cái nội dung là cái lời cảm ơn gì đó không, đây mình bỏ qua cái đó đi cho nó đơn giản. Mục lục, mục lục thì cấu trúc xây dựng mục lục tự động thì các bạn lát nữa tôi sẽ có một cái mẫu cho các bạn xem. Rồi mục lục thì đi kèm đây là cái tên mục lục, cấu trúc đề mục, rồi có cái trang tương ứng ha. Rồi rồi liệt kê hình, liệt kê bảng đó. Rồi các chữ viết tắt đại khái vậy, thuật ngữ gì đó đại khái vậy. Bạn phải có cái giải thích, nói chung có cái gì đó trong cái báo cáo của mình mà ghi ra người ta không hiểu phải ghi đó. Rồi phần giới thiệu, giới thiệu, giới thiệu tức là mình giới thiệu sơ bộ, lát tôi nói cái cấu trúc giới thiệu nó có cái gì trong đó đó. Thì cái trang này nè, thì cái phần này là đánh số, là số là mã. Vậy thì các bạn lưu ý khi các bạn muốn định dạng cái phần này là cái gì đó để cho người ta nhìn vô người ta biết, thì ví dụ bây giờ ở đây tôi muốn, ở đây là cái phần giới thiệu, cho nên khi mà những cái nội dung nó nằm trong đây thì người ta nhìn người ta biết đó là thuộc ở phần nào, phần giới thiệu. Nhưng mà khi bạn gõ header footer kiểu này nè, tự nhiên cái nó lên hết bốn phần, bốn cái section đều có cùng tên hết. Bây giờ mình không muốn như vậy, mình muốn chỉ cái này không có liên quan tới cái này, như vậy mình tắt cái link này đi đó. Như vậy là ngay chỗ này tôi điều chỉnh nó không liên quan tới cái session, đây là session 2 không liên quan tới session 1, và session 3 không muốn liên quan tới session 2, tắt cái này đi. Nó đang sáng rồi nè, có nghĩa là nó đang link link tới cái phần trước, tắt đi. Rồi session 4 này không liên quan gì hết đó, tắt đi đó. Như vậy thì bây giờ các bạn có thể sửa là một cách tùy ý. Ví dụ đây là phần phụ lục, không ảnh hưởng cái mình sửa ở đây là nó không ảnh hưởng bên đây. Rồi bạn thấy bạn sửa phụ lục đây nó không ảnh hưởng gì hết, bởi vì nó đã ngắt rồi, nó không có link nhau. Rồi ví dụ tôi dịch dưới đó, tôi chọn cái đường này, do cái đường nét mình chọn các bạn, chọn cái đường nãy mình chọn cái đường đôi kia nó to quá, chọn cái đường mờ thôi đó. Như vậy bạn chọn cái phụ lục này nó không có liên quan gì tới cái phần thứ ba, cái session 3 là cái phần nội dung đó. Rồi bây giờ mình format cái phần giới thiệu tương tự như vậy, mình cũng cho phần giới thiệu đây. Nhưng mà cái này là cái phần nội dung, nội dung session 3 thì bạn sửa lại chỗ này là nội dung. Còn thậm chí có bạn là gì đó format chia ra cái nội dung này nó có nhiều chương, mỗi chương là một cái session, thì lúc đó bạn có cái đề mục ở chương mấy, người ta đọc cái trang nó ta biết đang ở chương mấy luôn hả. Nhưng thực ra cũng không cần thiết như vậy đâu ha, chia vậy nó nhiều quá.
Rồi, ví dụ trong phần nội dung mình chọn cái đường nét đó. Rồi, tiếp theo là các bạn thấy đây là 40 section. Bây giờ cái số trang, dấu số trang thì đánh cái phần gọi là footer, ví dụ footer đi, như page number đây. Thì các bạn thấy khi bạn để dày vô rồi, nó hiểu mặc định là các cái này liên kết nhau. Giờ mình tắt nó liên kết đi, không có liên kết, tắt cái này đi, không có liên quan gì hết. Và chỗ này là chỗ này, chỗ này là chỗ này, không có liên quan gì nhau hết. Đó. Rồi, ta format cái này. Cái page number này ở cái section giới thiệu mà section 2 ta đánh số La Mã. Các bạn chọn số La Mã ở đây. Rồi bắt đầu bằng 1 La Mã. Đó. Rồi mình cũng phải tạo cái trang mình cho nó có cái biên tương ứng. Các bạn thấy cái này là nó đang là phần ở đây là số La Mã này, 1 nè, đây 2 nè. Còn qua bên đây thì nó lại là cái trang khác. Bây giờ mình không muốn cái này nó lên tới trước thì mình quét đây nè, mình tắt cái link này đi. Như là chỗ này nó không có liên quan. Rồi, mình đánh số trang này lại, mình format nó lại. Đánh chiều phải lên, format nó. Đánh số này và bắt đầu là 1. Như vậy các bạn thấy ở đây là số thường. Đây số La Mã. Nhưng mà các bạn thấy phần phụ lục này nè, nó lại là cái trang có số. Ta không muốn nó có số, ta ngắt nó đi à. Tại vì phụ lục là không có đánh số trang. Như vậy ít nhất các bạn tạo được 4 cái section như thế này. Rồi, bây giờ tiêu chuẩn thì ở đây chúng ta thống nhất nhau cái chuẩn là cái phông chữ là ta chọn là Times New Roman. Rồi size nó là 13. Và cách dòng mà trong cái nội dung ta viết á là cách dòng là 1.5. Có nghĩa là mình trong cái phần nội dung á mình viết cái nội dung gì gì đó hả? Thì cái giảng dòng của một cái đoạn text thì chúng ta thống nhất là đây là 1.5 line à. Rồi thì đó là cái yêu cầu cái cấu trúc khi mà chúng ta viết. Rồi mỗi cái đề mục như thế này nè, chúng ta cũng phải có cái phần cấu trúc cho từng chương đó, cũng theo cái đề mục đó. Thì đó là cái cách tạo ra các cái section này các bạn. Tôi nói trước về các section. À chỗ này nè, nó còn cái này, mình tắt đi. Xóa này đi, tại vì cái trang này trang bìa thì làm sao mà có chữ này được. Đó, xóa đi. Không ảnh hưởng tại vì mình ngắt section riêng rồi, không có cho liên quan gì hết thì nó chỉ tác dụng header footer cho cái section đó thôi, đó. Các bạn thấy rõ rồi gì hả? Rồi thì đó là một cái đó là cái cách yêu cầu chúng ta à. Bây giờ tôi show cho các bạn một cái minh họa để nói về cái cách mà chúng ta tạo một cái file báo cáo có cấu trúc các cái đề mục tương ứng, rồi các yêu cầu về đánh số theo quy định. Ví dụ đây là một cái cấu trúc. Với lại các bạn chú ý nữa cái chỗ này nè, tôi thấy rất là nhiều người viết sai chỗ này các bạn. Ví dụ để là thành phố Hồ Chí Minh nha, thì các bạn hay viết chữ TB rồi chấm rồi ghi là Hồ Chí Minh. Thực ra biết cái cách viết đó là sai nha các bạn, mà tôi thấy rất nhiều văn bản luôn trình bày viết có cái dấu chấm đó. Không có dấu chấm nha, tôi lưu ý cái đó ha.
Không có dấu chấm chỗ này ha. Dấu chấm chỗ này có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà chỗ này là không có dấu chấm. Những cái lỗi trình bày văn bản cho nó đúng các bạn. Các bạn giống cái này cho nó ngay hàng thẳng lối ha, canh tab, canh đồ ha. Cho nó thẳng cái này xuống, nhìn cho nó đàng hoàng. Ở đây thì nó mang tính minh họa thôi, các bạn phải chỉnh sửa lại tùy theo cái design mỗi người. Đây, đó, ví dụ các bạn thấy cái mục lục, cái trang phần giới thiệu. Phần này là phần giới thiệu, đánh số La Mã nè, thấy không? Rồi. Ở cái phần nội dung nè, cái này phần giới thiệu vẫn là cái thì các bạn phải chọn cái này, cái heading này nè các bạn, bạn sẽ chọn cấu trúc cái đề mục heading cho nó. Thì các bạn khi tạo mục lục thì nó chạy tự động ra các bạn. Rồi, cái phần nội dung nè các bạn. Nội dung ở đây, ví dụ đây là nội dung mình có chương 1. Thì chương 1 thì cấu trúc cái mục 1, cái nó sẽ tự động nó tạo các bạn. Bạn chọn heading. Rồi nó số đây, bắt đầu số bình thường này. Đó. Đó, ví dụ vậy. Các bạn thấy cái cấu trúc khi mà trình bày xong rồi thì hết cái nội dung của nó là cái tài liệu tham khảo. Cuối dưới là tài liệu tham khảo. Rồi gì nữa? Rồi qua cái phần phụ lục. Thì các bạn thấy hiện thờ bây giờ phần phụ lục nè, nó có cái header nè. Nó đang link tới cái phần trước cho nên mình phải tắt nó đi. Đừng cho nó link. Như vậy cái này nó đang link. Cái này nó đang là session. Ở đây nó đang là session session 3. Session 4 ở dưới này các bạn. Session 4 ở dưới này. Cho nên là mình tắt chỗ này đi. Xóa chỗ này đi. Đang lên nè, mình tắt đây đi rồi mình hạ xóa. Đó, nó không ảnh hưởng. Như vậy session 4 này là mình để là phụ lục. Phụ lục. Tại vì mình đang xong dựng bao đây. Đó, tức là cái chữ này nè nó không có liên quan gì tới bên đây tại vì nó ở cái một cái session khác. Rồi, đó, phụ lục thì mình đưa vào đây, tức là những cái gì mình tham khảo nhiều quá mình đưa vào phụ lục. Phụ lục thì không có đánh số trang, các bạn thấy nó không có số trang. Cái này là nội dung có trang rồi, nhưng mà cái phần giới thiệu hình như là nó bị mất cái header ở trên, nó không có header ở trên. À, tức là chỗ này nè các bạn, nó đang không có header. Session 2 đây. Session 2 này nó đang lên trước cho nên mình tắt nó đi. Đầu tiên mình tắt đi rồi mình đưa vào phần hiểu hay gì đó đại khái. Thì các bạn
tùy các bạn một mắt sao đó, thì yêu cầu của mỗi người các bạn. Session 1, Session 2. Không có liên quan tới cái session 1 ha. Đó. Rồi. Như vậy trong cái session này nó có giới thiệu mình nên có một cái đường gạch ở dưới để mình tạo cái chỗ này cũng vậy, tức là cái trang các bạn, format cái trang để mình nhìn cái trang đó. Rồi, tới chân bìa nó không ảnh hưởng ha. Tới session 2 chúng ta là trên đề mục và giới thiệu. Dưới là cái trang, đánh số là mã. Rồi. Rồi, cái phần nội dung thì đây, chương 1 bắt đầu ở đây, đánh số trang bình thường. Cho đến hết cái phần nội dung báo cáo chúng ta là tài liệu tham khảo, xong là phụ lục, đó, không có số trang. Ok. Rồi bây giờ quay lại cái phần chỗ mục lục, các bạn phải xây dựng cái này. Tất nhiên là làm cái này nó cũng không 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 phải là có liền được, nhưng mà mình phải dự kiến các bạn, mình phải lên kế hoạch. Đó, ít nhất là các bạn phải 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 phải, phải lên kế hoạch. Thế thì nội dung của cái phần giới thiệu bao gồm nè, mục lục. Thì trong mục lục các bạn thấy á, nó liệt kê ra cái gì, ngoài mục lục nó còn có liệt kê hình, liệt kê bảng, sắp chữ cái, viết tắt, với các ký hiệu, phần mở đầu, phần giới thiệu nhưng phải mở đầu các bạn. Các bạn tạo cái đề mục tự động thì nó sẽ đây chưa mở đầu hay là
đây nè, do cái này nó chưa có cái heading hay cái gì các bạn, cho nên là nó đang là normal, cho nên mình có tạo heading cho nó. Đó, ví dụ như vậy. Đó, ví dụ như cái này đi, bạn tạo nó là một cái heading nào đó, bằng lúc mà bạn show ra ở trên nó sẽ tự động nó cập nhật cho bạn. Ở đây nó chưa có đúng không? Update nó lên. Xem coi máy này nó đang format ở heading nào. Heading 7. Heading 7 rồi mà nó vẫn chưa vô. Các ký hiệu. Update. Toàn bộ. Đó, nó vô rồi các bạn. Đó, update nó vô. Đó. Thì các bạn nhìn thấy cái cấu trúc này nè, nó gồm có chương 1. Chương 1 thì nó có cái đề mục là 1.1, 1.2, 1.3. Rồi trong cái mục 1.3 nó có 1, 2, 3, 4 gì đó. Đại khái vậy. Rồi chương 2 cũng vậy, cũng tạo cái đề mục tương ứng. Đó. Ví dụ như 122.2 rồi 1 2 3 4 5 gì đó đại khái vậy. Rồi chương 3 có một, rồi chương 4 thì các bạn phải tạo cái cấu trúc này trước. Thông qua cái cấu trúc này á, nó giúp cho mình định hình được cái nội dung mình sẽ làm gồm những thành phần nào, thì các bạn sẽ biết mình làm cái gì và mình có cái tiến độ mình làm việc. Ví dụ tuần này tôi sẽ làm xong cái phần chương này, tuần sau tôi làm chương nào, ví dụ chương này tôi làm tới đâu, tôi chia mỗi tuần tôi làm cái gì gì đó, tức là mình có kế hoạch, mình nắm được cái cấu trúc, mình làm được rất là dễ. Rồi tiếp theo phần giới thiệu. Ở phần giới thiệu là giống như cái giới thiệu về cái nội dung mình làm các bạn, thì nó cũng khá là quan trọng. Đầu tiên là bạn giới thiệu tại sao bạn chọn đề tài này. Đó. Gọi là tính cần thiết. Tại sao? Tính cấp thiết, tính cần thiết gì đó không? Tại sao chọn cái này? Thì mình phải giải thích lý do là cái gì, tôi chọn đề tài này lý do là cái gì. Đó. Dẫn đến là tôi chọn đề tài này. Rồi, mục tiêu cái đề tài trong cái báo cáo này nè. Mục tiêu là tôi làm cái gì? Rồi. Và tập trung vào cái gì? Phạm vi, rồi cái cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu tôi là gì, tiếp cận rồi tôi dựa vào đâu, bắt đầu từ đâu, rồi tôi phương pháp nghiên cứu tôi là phương pháp gì. Đó. Bạn liệt kê ra đây những cái công việc bạn dự kiến bạn làm. Rồi nội dung của cái báo cáo này có những cái gì, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 gì đó. Đó. Thì khi người ta đọc cái giới thiệu này thôi là người ta đã hiểu bạn làm cái gì. Đó. Ở ngoài ra bạn nêu cái đóng góp mới về mặt khoa học của báo cáo, thì hay nói khác là ý nghĩa khoa học, ý nghĩa khoa học, nói cho nó ngắn gọn là ý nghĩa khoa học. Nói chung là cố gắng làm sao chỉ ra được cái gì đó nó mà mới, có thể là ý nghĩa thực tiễn nó chưa có nhưng mà nó mới thì kiểu gì cũng có cách ứng dụng nó các bạn, chỉ cần bạn tìm ra một cái gì đó mới thôi, khác lạ. Cho nên thực ra cái ý nghĩa chỗ này nó rất là quan trọng. Mà cái này thực ra để mà biết cái này cũng rất là khó, khi bạn làm xong rồi bắt đầu mới ngồi nghĩ ra biết được cái này ha. Còn ý nghĩa thực tiễn thì dễ lắm ha. Đó, tức ít nhất khi người ta đọc vô cái báo cáo của bạn đầu tiên, mà không những cái môn của mình đâu, bạn còn nhiều cái môn học các bạn phải làm báo cáo nữa đúng không? Những cái môn đồ án khác hoặc là môn tiểu luận gì đó thì kiểu gì bạn cũng phải viết báo cáo đó, thì bạn cấu trúc nó rõ ràng mạch lạc, giúp cho bạn suy nghĩ nó mạch lạc hơn, dễ thực hiện hơn, và cũng giúp cho cái người đọc người ta dễ tiếp cận hơn, thì dễ hiểu bạn muốn nói cái gì, bạn làm cái gì, trình bày nó mạch lạc được chưa. Rồi xong cái phần nội dung á, thì các bạn đầu tiên cái chương đầu tiên là bọn tổng quan. Tổng quan là gì, đề cập đến cái những vấn đề đó, giống như nó những phương
cái đề tài bạn chọn, lĩnh vực bạn chọn đó, nó có những cái vấn đề gì đó, những cái người ta làm đó, nghiên cứu cái đó từ đâu rồi, rồi được bao nhiêu, rồi những cái đó đó nó có ưu điểm gì, nhược điểm gì, cái mình có thể cải thiện được cái chỗ cái nào, và mình phân tích ra, nhận xét ra, nói chung là tổng quan, nó phải tổng quan, và những cái gì liên quan, mình giới thiệu vô đó. Tùy theo cái cấu trúc, cái đề tài của mình có thể chọn cái cấu trúc nó sẽ khác. Rồi, như vậy trong cái chương 1 thì bắt đầu cái hình các bạn sẽ đánh số. Cái hình, ví dụ chương 1 thì hình 11, rồi kế đến là hình 12, rồi kế đến là hình 13, hình 14 vân vân. Chứ không thể nào mà loạn xạ được ha. Như vậy người ta nhìn về ta biết là đang này đang ở chương 1. Đang ở chương 1. Người ta không cần người ta chỉ cần nhìn đây là ta biết đang ở chương 1, 1.6 nghĩa là hình số 6 của chương 1. Và tương tự công thức cũng vậy các bạn, công thức vậy, ví dụ ở công thức này ta nhìn là biết là chương 1. 11 12 13 tức là công thức. Mình sẽ đánh số cấp sinh này. Các bạn biết cái này không? Biết chạy cái này không? Có biết không? Dạ không thầy. Chị Đây mới đáp nè. rồi. Không. Cái hình đó mình nói cấu trúc nè, cái chữ này nè. Nó sẽ tự động nó nhảy nè, nó chèn nè. Ví dụ ở đây tôi đang là hình 18 đúng không? Bây giờ nếu mà tôi chèn thêm cái hình thì đây sẽ là cái, nếu giả sử tôi có một cái hình nữa tiếp theo chỗ này thì nó phải 19 này trở lên 10 không? Như vậy các bạn vào trong cái reference nè thì nó có cái insert caption đó, insert nè, insert caption đây nè đó. Bạn click vào đây, bạn sẽ tạo ra mình chọn hình kiểu gì, mình format cái label mới cái gì đó không vâng, chọn đây thì sẽ đánh theo chương, đánh theo gì đó là nó sẽ có đó. Như vậy bây giờ giả sử đây là hình 8, đây là hình 9. Bây giờ nếu mà tôi xóa cái hình chính này đi thì cái hình tiếp theo của tôi là hình 10 này nó trở thành hình chính không? Phải không? Ví dụ hình đây là hình hình 8 nha. 18 nè, đây là 19 nè. Như vậy dưới này là phải 10 không? Bây giờ tôi xóa cái hình này đi. Xóa hình chính này đi thì cái này nó sẽ giật lên một cái là nó là hình chính đúng không? Rồi giả sử tôi xóa này đi, rồi tôi refresh lại cái update cái nó sẽ chuyển xuống 19 thấy không? Rồi công thức cũng vậy, ví dụ đây công thức là 11 nè, 12 nè, 13 nè. Bây giờ tôi xóa công thức này đi thì cái này nó phải trở là thành 12 không? Đó. Tôi xóa nó đi, rồi tôi refresh cái, tôi update nâng cái này trở thành 12 rồi, thấy chưa? Rồi tương tự bây giờ tôi muốn thêm vô đây, tôi thêm đây một cái công thức nào đó, tôi copy xuống, tôi copy xuống, tôi giả sử tôi copy cái này xuống, tôi sửa ở đây nè, sửa là ABC gì đó trong đây đại khái vậy, đó, nội dung gì đó, nội dung gì đó đại khái ở đây, đó, công thức này tôi xóa lại, và cái số này nè, sao nó phải tự động này 11 rồi thì này phải 12. Tôi chỉ cần đây này là 12, này 12 thì này nó sẽ tự động nó sẽ nhảy lên 13. Các bạn refresh cái là nó lên liền ha. Còn bấm đây nè, refresh đây nè. Là nó tự động nó lên hết. Như vậy cái việc chúng ta kiểm soát cái này nó rất là dễ. Mình thêm mình bớt gì đó, mình không phải đánh lại. Bởi vì cái này nó tự động các bạn. Các bạn có xài cái công cụ này chưa? Trong quần nó có nè. Caption nè. Đó, cho nên á khi các bạn điều chỉnh những cái hình này nè, những cái công thức này nó theo cái thứ tự như vậy á thì các bạn điều chỉnh cái nó thay đổi rất là dễ, chỉnh sửa cái thay đổi rất là dễ. Rồi tương tự qua chương 2 thì công thức nó phải là 21, 22, 23 đó. Rồi hình cũng vậy, hình 21, hình 22, hình 23. Chứ không thể nào
mà chương 2 mà cũng có cái số, tức là người ta nhìn vô cái hình này đó, ta nhìn cái số này ta biết đang ở chương mấy. Rồi qua chương 3 cũng vậy, bảng cũng vậy, cũng có thể đánh số, thì cái đó là gọi là caption đó. Ví dụ đây chương 3 cái hình này. Rồi bây giờ giả sử đây ta có hình 31, 32, 33, 34. Bây giờ tôi xóa cái hình 33 này đi, ví dụ vậy, thì cái này nó sẽ nhảy lên 33 đúng không? Như vậy nó đang là 34 này. Đó. Update nữa. Nó sẽ là 33. 1, 2, 3. Bạn không cần phải điều chỉnh gì nữa hết. Rồi khi các bạn chạy mà ví dụ bạn liệt kê hình, liệt kê bảng này nè, đi ra phía bên phía phía đầu đó, bạn thấy trong cái nội dung mình có cái mục gọi là liệt kê hình, liệt kê bảng này. Đó. Như vậy bạn chạy tự động. Đó. Ví dụ nãy tôi xóa một số hình đúng không? Bây giờ tôi update lại cái là coi như là nó giật lại, nó giật đúng liền. Rồi cái bảng nãy tôi có xóa một cái bảng hoặc thêm bảng gì đó thì nó điều chỉnh, nó sẽ tự động nó update luôn. Đó. Bạn thấy không? Đó. Thì đó là cái cách mà mình khi mình làm cấu trúc nó bài bản rồi thì nó tự động nó chạy cho mình. Mỗi lần mình chỉnh sửa nó không tốn nhiều công sức của bạn. Nó nhớ hết, nó chỉnh cho mình luôn, mình khỏi còn quan tâm vấn đề thứ tự này nữa, mất thời gian. Đó. Thì các bạn tạo cấu trúc này một lần, bạn làm cho những cái loại file khác nhau, bạn cứ vậy bạn làm thôi, áp dụng vô thôi. Rồi bạn chèn thêm cái gì đó format định dạng sửa nội dung thôi, còn cấu trúc nó gần như là nó cố định. Rồi thêm một vấn đề nữa là hôm trước có bạn nghĩ đó không, không không có học không biết cái cách chèn tài liệu tham khảo. Ví dụ tài liệu tham khảo thì các bạn lưu ý không bao giờ được viết ở trong cái phần giới thiệu hết, nói gì nói không bao giờ đề cập, nhưng bắt đầu ở chương tổng quan, chương 2, chương 3, chương nào gì đó các bạn chèn tài liệu tham khảo thì được, nhưng mà phần đầu phần không được chèn tài liệu tham khảo, nói gì nói không được chèn cái đánh số trích dẫn. Ví dụ bây giờ tôi nói một cái câu này, giả sử bây giờ tôi nói cái câu này nè, với cái nội dung này nè, trích dẫn ở trong một cái này nó đã được nêu trong một cái tài liệu nào đó chẳng hạn, thì tôi cái kết luận này đã được nêu trong tài liệu nào đó thì tôi phải có cái tài liệu tương ứng. Thì muốn có tài liệu tương ứng trích dẫn vô á, thì nó có nhiều cách sử dụng, các bạn hiện nay rất nhiều cách, nhưng mà cách phổ biến các bạn sử dụng cái phần mềm Mendeley, Mendeley Desktop. Đây là phần mềm, không biết các bạn hôm trước bắn là có cài phần mềm này chưa. Giả sử bây giờ tôi muốn trích dẫn một cái tài liệu nào đó, giả sử như vậy. Ví dụ ở đây đâu rồi, ví dụ tôi muốn trích dẫn một cái tài liệu nào đó vô vị trí này, sau khi tôi có tài liệu đó rồi tôi phải đưa cái tài liệu đó vào trong cái Mendeley này rồi chúng ta mới trích dẫn được các bạn. Ví dụ là chúng ta muốn trích dẫn một tài liệu này vào trong cái vị trí đó, thì các bạn chỉ cần để cái chỗ chuột ở đây. Các bạn thấy ví dụ đây ta có là ở trên này là 1, là 2, tới 7 rồi đúng không? Chỗ này 8 đúng không? Thì bây giờ tôi thêm vô chỗ này, thì cái chỗ này nó phải là 8 và chỗ này nó sẽ tự động nó nhảy lên 9, và những cái chỗ này bắt đầu lên 10 rồi đến 12 đó, và ở dưới này nó cũng sẽ chạy ở cuối cùng đó các bạn, cuối cùng nó sẽ tự động nó chạy luôn đó. Ví dụ nó đang đây là cái cuối cùng đây là nhiêu, đang là 21 đúng không, đang là 21
Bây giờ tôi thêm cái nữa nó sẽ thành 22 và tự động nó chèn, nó chỉnh sửa cái chuyện đó luôn. Đó. Ví dụ bây giờ tôi thêm tài liệu vào đây, tôi bấm insert citation tức là chèn trích dẫn, click vào đây. Khi click vào đây nó sẽ hiện lên hộp thoại này các bạn. Đó. Các bạn đi vào go to Mendeley, có nghĩa đi tới cái chỗ đó đây. Rồi mình lựa cái bài báo, cái tài liệu mình tham khảo là sách là gì đó không, để ví dụ là bài báo. Click vào đây rồi tôi click vào chữ size này, size trích dẫn. Thì các bạn thấy khi tôi tích vô cái này nó sẽ là số 8 và đây tự động số 9 và chỗ này nhảy lên 12 và ở dưới này chúng ta sẽ thấy nó tới 22 bài đó, và thấy không, 22 bài. Thì các bạn lưu ý cái đó. Như vậy cái cách chúng ta làm là ta sử dụng như vậy thì nó rất là dễ. Và khi các bạn sử dụng, các bạn có cái tài khoản, các bạn tạo cái tài khoản thì tài khoản đó nó sẽ cố định. Và sau này bạn có reset máy, bỏ máy gì đó đi đâu mất thì bạn vô lại account thì nó cũng lưu lại. Tại vì cái này nó chứa account cái tài liệu của bạn rồi. À, cho nên là ví dụ các bạn thấy tôi có rất nhiều tài liệu tham khảo này và tôi máy tôi bị mất hết file rồi. Cho nên những cái này nó không có ở trong máy. Nhưng mà mặc dù nó không có trong máy nhưng mà cái hệ thống account nó vẫn chứa cái thông tin tài liệu của tôi đã tham khảo, đã đưa trong cái Mendeley Desktop này nè. Giả sử bây giờ tôi trích dẫn cái tài liệu này mà tài liệu này thực sự tôi không có, thì chứ muốn có thì ta phải lên mạng ta tìm thôi, nhưng mà ở đây không có. Nhưng mà tôi vẫn trích dẫn được bởi vì nó nằm trong cái account, cái danh mục của tôi rồi, thì nó nằm ở trong đó rồi, tôi có thể trích dẫn. Và thấy những cái bài nào tôi có thì nó đỏ đỏ này nè, không là tôi có bài, còn những cái kia là tôi không có bài. Ví dụ cái này có bài nhưng mà cái này nó không có, tài liệu đó đã nằm trong cái account, tức là trước đây tưởng cái máy cũ của tôi nó có nhưng mà giờ tôi đổi máy mới rồi cái dữ liệu nằm bên đó trên bên đây nó không hiểu nó mất. Nhưng mà tôi vẫn trích dẫn được cái tài liệu này vô trong cái phần của tôi rồi. Ví dụ các bạn có hai ba cái tài liệu liên tục, hai cái thì nó sẽ tự động nó phẩy, ví dụ như hai cái trở lên các bạn lên tô đen hai cái số đó hoặc ba số đó thì nó sẽ có cái mục ở đây là cho các bạn, tôi nói ví dụ ở đây một ha, giờ tôi thêm cái nữa ha, thêm lại cái gì đó không, rồi các bạn sẽ thấy cái này nó nhảy lên nè, đây hai nè. Thì nếu mà tôi quét như thế này các bạn thấy từ đây nó xuất hiện chữ gì, chữ merge, tức là nó chập lại, nhập lại thì nó sẽ ra là dạng gì, đây có dấu phẩy, hai cái dấu phẩy và ba cái trở lên là nó thực hiện bằng gạch nối. Nhưng mà mình cũng không làm chuyện đó nữa, tự động hệ thống cái tiêu chuẩn này nè, ví dụ đây mình thường sử dụng cái tiêu chuẩn ai chứ bui thì tiêu chuẩn này nó sẽ làm chuyện đó. Tôi nói ví dụ ha, ở đây nó có một cái phải không, giờ tôi thêm hai cái nữa thành ba cái bốn cái gì đó đại khái vậy. Hai. Rồi. Ba. Rồi, bốn, thêm cái nữa đi. Đó. Xài vô. Rồi, bốn, các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ đây không? Cái này nó xuất hiện nè. 1 2 3 4 thấy chưa? Rồi chúng ta quét như này, quét gom đó thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở đây nè. Khi các bạn để bình thường á nó không xuất hiện cái chữ merge, nhưng mà bạn quét vô vậy nè nó sẽ xuất hiện cái chữ merge citation, tức là nhập nó lại, bạn lít vào nó sẽ tự động nó có tạo ra. Nếu nó liên tục thì nó sẽ tạo cái gạch dài, còn nếu mà nó không liên tục nó có dấu phẩy, ví dụ 7 8 9 10 11 12 thì nó để 7 đến 12. Còn nếu mà 7 rồi xong cách khoảng tới 10 đến 12 thì nó sẽ 10 12 nó tạo riêng cái 7 riêng. Thì đây là cái tiêu chuẩn của hệ thống IEEE nó quy định. Có nhiều cái tiêu chuẩn tùy theo cái yêu cầu mà người ta yêu cầu những cái tiêu chuẩn khác nhau, ví dụ ABA hay gì đó rất là nhiều ABA, ví dụ hiện nay là ABA 7 chẳng hạn. Nhưng mà mình điện kỹ thuật thì chủ yếu là IEEE thôi, cứ theo IEEE mà làm.
Như vậy cách các bạn đưa tài liệu tham khảo vào thì hôm trước cái clip tôi nói rồi. Ví dụ đi, ví dụ bây giờ mình kiếm một cái bài báo nào đó mình muốn đưa vào tham khảo chỗ này đi. Đó. Thì làm thế nào? Thì bây giờ mình kiếm một cái tạp chí mà gọi là tạp chí mở đi các bạn. Tạp chí mở. Ở đây mình có cái tạp chí mấy cái tạp chí mà open nữa các bạn, open open là nó cho bài mình miễn phí, mình lộ. Ví dụ tạp chí này đi ha, tạp chí này nó có những cái bài báo mới liên quan lĩnh vực của mình gì đó, mình lựa cái bài nào đó tùy ý. Bạn thấy ví dụ ở đây nè, dự báo cái gì đó đại khái hả, rất là nhiều cái giả sử download xuống cái đó thì bạn thấy đây là tạp chí mở mà, cho nên là họ cho mình download bài đó. Bạn mở lên, ví dụ đây tôi có một cái bài, cái bài báo nó là vậy đó, trên cái tạp chí này. Giờ tôi muốn trích dẫn cái bài báo này vào trong cái báo cáo của tôi, thì đầu tiên tôi phải đưa cái bài này vào trong cái menu lên desktop này. Các bạn phải kết vào add rồi rất vô cái bài mà mình mới đào xuống đó, đó đây đó, open đó, các bạn thấy nó tự động nó vô và nó tự động nhận dạng nếu mà báo nằm trong tạp chí ở trong cái mảng gọi là của Elsevier đó, Thomson Reuters đó, là nó tự động nó hiểu hiểu tên tạp chí là cái gì, nó tự nhận diện year, volume, paper, number rồi tên tác giả, nói chung là nó nhận diện hết. Còn mấy cái tạp chí mà không có tên tuổi thì nó không có nhận diện, gần như là vậy các bạn. Cho nên nhiều khi các bạn đưa những cái bài Việt Nam mình nhiều khi nó không nhận được, không biết, nên mình phải nhập bằng tay. Rồi bây giờ tôi muốn kích cái bài này, tôi muốn trích dẫn vào trong cái báo cáo của tôi viết cái gì đó không? Đại khái giờ tôi muốn gì? Ví dụ tôi muốn trích dẫn nó nằm ở vị trí này, ví dụ tôi nói là cái nội dung đó nó được trong cái bài báo này, tôi muốn trích dẫn vô chỗ này thì citation vô, go to Mendeley và lít vô cái bài mà mình mới vừa add vô đó, lít vào đây rồi mình xài. Các bạn xài vô này các bạn thấy nó đang là 22 đúng không? 22, 22 là cái bài gì? Mình quay lại coi nó đúng không? Cái bài này có cái tựa đúng không? Smart Control Based On gì không? À, tác giả gì? Comment ID được không? Rồi trang là 351 đến 550 không? Rồi ta xem coi nó có đúng như vậy không? Đây mình dò xuống dưới cái phụ lục, cái là tài liệu tham khảo ở dưới số 22 á, xem coi nó đúng vậy không? Đó, các bạn kéo xuống, bạn tìm coi đúng là cái tên đó không? Đây. Đó, các bạn thấy cái bài mới đưa vô nè, đó, trang 550 nè, 531 50 nè, đâu, tạp chí nè, nó đưa vô rõ ràng. Chúng ta có thể sử dụng những cái tạp chí uy tín, nhưng mà tất nhiên là các bạn phải có cái account để mà download bài từ những cái tạp chí chất lượng Sendirect với lại IEEE. Ngoài ra trên đó nó cũng có một số tạp chí open access để cho mình download. Tuy nhiên những cái tạp chí open thì nó không có chất lượng cao bằng những cái tạp chí không open, là thường là như vậy chứ không phải tất cả các bạn. Bạn chú ý cái đó, không phải lúc nào cũng vậy. Thì mình có thể tìm những cái tài liệu đó trên cái trang các bạn vô cái Google các bạn tìm thôi, với những cái tài liệu liên quan, cái cách mình tìm tài liệu liên quan. Ví dụ như cái trang Science Direct đó, thì trên đây nó rất là nhiều, rất là nhiều cái bài báo, những cái sách, những cái gì liên quan đến lĩnh vực mình gõ vô keyword. Ví dụ mình nói là điều khiển gì đó, search đây, nhập vô đó. Thì mình nhập vô nó lọc cho mình những cái loại bài báo gì, bài báo nghiên cứu
rồi từ năm nào đến năm nào đại khái, ví dụ nó liệt kê sơ bộ những cái key mà liên quan đó, từ năm nào đến nào, ví dụ tôi chọn cái năm 20 đi chẳng hạn, hoặc năm 21, 22 gì đó, hoặc là nó có nhiều cái để chúng ta lọc thì nó hiện ra một số, ví dụ tôi muốn thấy cái bài này tôi muốn xem nó, ví dụ vậy. Tôi click vào đây, tôi mở ra đó. Rồi tìm đến cái tất nhiên là mình phải nhờ qua một cái hệ thống khác để mình download nó, download cái này để mình về mình trích dẫn hoặc là tham khảo gì đó không. Rất nhiều cái chỗ để chúng ta có thể tìm, và cái trên đây nó rất nhiều tạp chí các bạn. Tại sao vậy? Các bạn thấy trên hệ thống của Science Direct nè, nếu mà nói về journal của nó đó, trong cái lĩnh vực kỹ thuật không nè, các bạn thấy mình là chủ yếu về kỹ thuật. Thế trong kỹ thuật mà không có rất nhiều loại kỹ thuật, mình là kỹ thuật điện điện tử đó, các bạn thấy nó hàng ngàn tạp chí về kỹ thuật điện điện tử luôn. Bạn thích cái lĩnh vực nào bạn đưa vào lĩnh vực đó. Đó, ví dụ về máy tính, về kỹ thuật điện vân vân, nó rất là nhiều cái tạp chí, thì các bạn nên chọn những cái nào mà nó trong lĩnh vực của mình, thì tốt nhất là nên chọn cái từ khóa tương ứng. À, giống như tôi nói nãy, tức là chúng ta chọn cái từ khóa, ta nhập vô, ta muốn tìm cái gì, tìm cái gì, rồi nó ra những cái bài đó là mình tìm cách mình tải. Thì thông thường phải có cái account. Rồi cái thứ hai nữa là bên cái mảng, một cái dạng nữa đó là IEEE các bạn. À, ví dụ IEEE cũng là một cái hệ thống mà tạp chí khoa học liên quan, chúng ta cũng gõ cái keyword vô đây rồi chúng ta tìm thì nó cũng hiện ra rất là nhiều thứ để cho ông ta, rồi nó cũng có những cái chỗ lọc về dạng journal, rồi năm nào vẫn lĩnh vực gì, nói chung rất là nhiều đó. Thì các bạn cũng phải tải qua cái, cũng phải có account. Ngoài ra các bạn cũng có một cái hệ thống tạp chí khác mà tôi nghĩ là các bạn cũng nên đây cũng là một cái hệ thống tạp chí khoa học liên quan trong cái lĩnh vực. Rồi còn một cái hệ thống nữa đó là Stellar Phonetics đây. À, đây là hệ thống tạp chí cũng, tức là những cái này là tôi giới thiệu với các bạn là nó là hàng đầu ở trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Taylor Francis, Ringer, Elsevier và IEEE đó. Thì tất cả cái này nó đều là những cái nơi mà người ta công bố những cái nghiên cứu uy tín, tất nhiên là trong trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật nha, còn trong cái lĩnh vực khác thì tôi không biết ha, nó có những cái lĩnh vực khác. Tôi nói ví dụ bên y khoa, ví dụ như đứa em tôi nó ở bên Mỹ, nó nói y khoa nó có tạp chí New England. Tạp chí đó thì nó đâu có nằm trong hệ thống gì đó tính điểm gì đó gì đâu, mà nhưng mà nó là tạp chí hàng đầu thế giới về y khoa. Thì đó là cũng có cách khác nghe nói vậy đó, tại mình không phải mảng đó cho nên mình không biết. Rồi ok, như vậy là tôi đã giới thiệu các bạn cái cách tạo một cái file báo cáo và sử dụng tài liệu tham khảo, trích dẫn tài liệu tham khảo bằng cái phần mềm Mendeley nhúng vào trong cái Microsoft Word này. Đó, các bạn khi cài xong nó có cái biểu tượng này, các bạn cài được hết chứ đúng không? Đó, ở đây là một cái gọi là cái mẫu, thì ít ra các bạn phải có cái mẫu để các bạn nhìn, để các bạn làm cho nó giống. Đây nó nhiều quá tôi sẽ xóa bớt để cho nó để mình cho nó nhẹ cái file.
đại khái một chương mình chừa một hai hình thôi để biết cách cấu trúc nó, nội dung nó có cái gì đó, ví dụ vậy. Hình, công thức, bảng, cấu trúc một báo cáo. Đó, các bạn thấy. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn có hỏi gì không? Khi cái trang mục lục mà các bạn chạy đó nó sẽ tự động nó cập nhật ha, các bạn xóa bớt nó sẽ tự động xóa bớt và tự nhận tự cập nhật cái số trang mới luôn ha. Cho nên là rất là, ví dụ nãy người ta xóa bớt mở hình rồi đó, thì các bạn thấy ví dụ đây nó hình nó tới bên đây đúng không, trang 33 nữa không, giờ tôi update cái là nó xóa bớt mở đó, các bạn thấy không đó. Nó sẽ tự động thì nó thuận lợi cho mình kiểm soát ha. Thì đó là cái ưu điểm mà khi chúng ta sử dụng một cái cấu trúc này, khi các bạn xây dựng cấu trúc này nó ổn rồi đó, bạn cứ vậy bạn chạy bao nhiêu đề tài, bao nhiêu môn, bao nhiêu file thì bạn cứ dùng trên cái nền này, bạn chỉnh sửa nội dung thôi, còn cái cấu trúc nó vẫn như thế đúng không, thì nó đỡ công sức của mình chỉ tạo một lần thôi. Rồi có hỏi gì không bạn, đặc biệt là các bạn mà hôm trước nghỉ đó. Có Có không ạ? em làm được chưa? Dạ em tới rồi, em cho vào được ạ. Dạ, chứ việc đi kiếm tài liệu tiếng Anh ở trên mấy bài bố đó ạ. Tức là đang kiếm tài liệu thôi, chưa biết cách tải tài liệu đúng không? Như này nãy tôi chỉ đó, một số cái tạp chí mà ta open access đó, người ta cho mình download miễn phí đó, thì nên tìm cái đó cũng được, tại mình không tiền mình chạy theo kiểu đó. Được chưa? Còn thôi thì nếu mà cái nào khó quá đưa tôi tải cho. Tôi cũng nhờ người ta có account người ta tải thôi, nhưng mà nó nhanh lắm. Đó, ví dụ bạn nào muốn không lấy được cái tài liệu trên cái tạp chí đó, tại vì bạn biết là khi bạn tải thì nó sẽ đòi tiền đó, một bài vậy là bao nhiêu tiền đúng không đó. Ví dụ chẳng hạn ví dụ như cái bài này đi chẳng hạn, thế thì bạn thế thì bạn đâu có cái account, nó đâu có cho bạn đâu đó, nó kêu mua ví dụ view đâu có được đâu đó, cho nên là phải mua, thì bạn phải sign in, phải đăng ký mua, phải có tiền đúng không, mà mình không có tiền đó, thấy chưa. Cho nên mình cũng tìm cách khác mình kiếm bạn. Ok rồi, hôm trước cái clip tôi chưa đưa lên YouTube mà đúng không,